Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất thân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, Trung Quốc đang chuẩn bị cho một mùa lũ lụt lớn khi mực nước ở 77 con sông đã vượt trên mức cảnh báo. Reuters đưa tin, theo thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lượng mưa ở một số khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây, dù tổng thể lượng mưa năm nay vẫn thấp hơn khoảng 10% so với năm ngoái. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, mực nước trên sông Dương Tử và các phụ lưu của nó dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tuần tới, đồng thời cảnh báo về những trận lũ lụt lớn trên khắp đất nước trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10. Một số trạm quan trắc đang đưa ra cảnh báo đoạn sông Dương Tử đi qua thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc đã cao hơn 3 mét so với mức bình thường ở thời điểm này trong năm do mưa lớn ở thượng nguồn. Quay trở lại mùa hè năm 2021, lượng mưa đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961, gây ra cảnh báo lũ lụt trên các sông và hồ lớn và đưa mực nước tại đập Tam Hiệp khổng lồ gần đến mức tối đa. Số liệu thống kê cho thấy trong cả năm 2021, lượng mưa trên toàn Trung Quốc ở mức gần 700mm, cao hơn 11,3% so với mức trung bình và tăng 8,6% so với một năm trước đó. Lượng mưa năm 2022 cũng tăng gấp đôi ở một số khu vực miền Trung và Đông Bắc Trung Quốc so với năm 2021. Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc Yeo Xiaolong hồi cuối tháng 5 từng phát biểu trước báo chí rằng sự nóng lên toàn cầu đã khiến Trung Quốc ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, trong đó có nắng nóng gay gắt cũng như lũ lụt. Vừa qua, một trận mưa lớn, mưa đá và gió mạnh bất ngờ ập đến ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, khiến 31 người thiệt mạng. Trong tháng qua, một cơn lốc xoáy quét qua Vũ Hán và một cơn lốc xoáy khác ở tỉnh Giang Tô ven biển phía Đông cũng làm 16 người chết và hàng trăm người bị thương. Theo báo cáo của thông tấn xã Trung ương, mưa lớn đã đổ bộ vào khu vực phía nam của Trung Quốc đại lục trong nhiều ngày. Theo thông báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những trận mưa xối xả và lở đất đã khiến ít nhất 78 người chết ở nhiều nơi, 38 người mất tích và hàng ngàn ngôi nhà của người dân bị hư hỏng. Tờ The Hong Kong Sun đưa tin mực nước sông Tương Giang ở tỉnh Hồ Nam tiếp tục dâng cao và đỉnh lũ đang tiến gần đến Cheng Dingji của hồ Đông Tinh. Lũ quét cũng xảy ra ở huyện Linwu, ít nhất 27 người thiệt mạng và 23 người mất tích. Đỉnh lũ số 5 của sông Ganjiang ở Giang Tây đã đi qua Nam Trang, Hồng Phong cùng lúc vượt qua sông Hàn một cách thuận lợi, nhưng nguy hiểm của Triều Châu vẫn chưa biết. Chính quyền Meiju đã điều động nhân viên đến giải cứu 29 dân làng bị mắc kẹt vào đêm muộn. Cho đến nay, ít nhất 28 người đã chết ở tỉnh Quảng Đông và 12 người mất tích, trong đó Meiju bị ảnh hưởng nặng nề với ít nhất 730.000 người bị ảnh hưởng, 22 người chết, 8 người mất tích, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 450 triệu nhân dân tệ. Tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 4,52 triệu người bị ảnh hưởng tại 9 thành phố và 55 quận kể từ giữa tháng này. Số người chết đã lên tới 28 người và 126.000 người bị bao vây. Hiện nay trên lưu vực sông Hoài Hà cũng đang hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất hơn 60 năm. Các trận lũ lụt gần đây ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở lưu vực sông Hoài Hà, khu vực miền Nam Trung Quốc hứng chịu mưa bão nghiêm trọng. Hơn 2,1 triệu hecta đất nông nghiệp ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô bị ảnh hưởng và hơn 30.000 ngôi nhà bị sập, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 7,7 tỷ nhân dân tệ. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, tại các khu vực bị ảnh hưởng vẫn sẽ có mưa to hoặc xối xả, có nơi mưa rất to. Trụ sở quốc gia kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc và tỉnh An Huy đã vào tình trạng khẩn cấp, tuần tra các bờ kè suốt cả ngày. Tỉnh An Huy đã mở khu vực xả lũ hồ Giang Tang và mở các cửa xả nước. Trước đó, 13 cửa xả lũ của Yangjiaba vừa mới mở để xả lũ và ngăn úng. Hơn 750 triệu mét khối nước lũ đã nhấn chìm các cánh đồng ngũ cốc, nhà cửa ao cá và chuồng gà và 163 ngôi làng trở thành thị trấn nước. Giám đốc văn phòng quản lý của Yangjiaba miễn cưỡng trả lời khi các phóng viên hỏi về tình hình thảm họa. Hiện tại chúng tôi không thể nói cho các bạn biết, rất khó nói, cảm ơn, thật khó nói. Tỉnh Giang Tây cũng là một khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Ông Yang, người phụ trách tại chỗ của trụ sở phòng chống lũ lụt tỉnh Giang Tây cho biết công tác cứu trợ đang được tiến hành.
Ông nói tình hình ở Giang Tây ở đây tương đối tốt trong những ngày gần đây. Sau thảm họa, một số biện pháp đã được thực hiện. Cần phải có một số kinh phí và việc tái định cư cho các nạn nhân đã được thực hiện khá tốt. Ít nhất 21 quận và thành phố ở tỉnh Hà Nam cũng bị ảnh hưởng. Theo các báo cáo nước ngoài, gần 2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 900 triệu nhân dân tệ. Nhân viên trực của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán Hà Nam cho biết phạm vi và độ sâu của thảm họa vẫn đang được đánh giá. Tình hình chung vẫn chưa được đưa ra, nó vẫn đang được phân loại và nó chưa phát ra. Chính phủ Trung Quốc hồi đầu năm đã cảnh báo rằng sự nóng lên toàn cầu sẽ khiến khí hậu của nước này trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết trong năm nay. Theo dự báo thời tiết, sẽ có nhiều mưa trong mùa mưa trong những tháng tới. Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh và thành phố ở miền Nam Trung Quốc và thảm họa đã trở nên nghiêm trọng. Tổng cộng 94 người thiệt mạng và hơn 16 triệu người bị ảnh hưởng. Lưu vực sông Hoài Hà đã xảy ra mưa bão liên tục và mực nước dâng lên nhanh chóng. Trong đó, mực nước ở Wang Jiaba, tỉnh An Huy hiện đang tăng với tốc độ khoảng 20cm mỗi giờ. Ủy ban bảo tồn nguồn nước Hoài Hà dự báo mực nước lũ sẽ đạt 29,3m, mực nước cảnh báo 27,5m vào chiều ngày hôm qua. Theo dự báo và phân tích, trong 2 ngày qua, lưu vực sông Hoài Hà vẫn có mưa lớn, tình hình lũ lụt nghiêm trọng trên sông Hoài Hà. Theo thông tin từ Ủy ban Bảo tồn Nguồn nước sông Hoài Hà, kể từ cuối tháng, lưu vực sông Hoài Hà ở Trung Quốc thường rơi vào tình trạng mưa lớn và lũ lụt trên lưu vực đã được hình thành. Theo báo cáo, lượng mưa ở hầu hết các khu vực của lưu vực sông Hoài Hà là hơn 100mm. Hầu hết hệ thống sông Hoài Hà, hầu hết các phần trung tâm và phía nam của hệ thống sông Yishui vượt quá 200mm dọc theo trung lưu và hạ lưu các nhánh của Hoa Baby và phía nam và các bộ phận của sông Lixia trên 300mm, cục bộ lên đến 400mm. Trong đó, lưu vực sông Hoài Hà có diện tích 220.000 km2 với lượng mưa hơn 100mm, khiến 81% diện tích lưu vực. Vùng mưa 200mm có diện tích 150.000 km2, chiếm 56%, và khu vực mưa 300mm có diện tích 90.000 km2, chiếm 33%. Một số trạm lớn như Wang Jiaba, Sanheijian, Runheji, Yangyang Quan và Lihua Iguna trên dòng chính của sông Hoài Hà đều đạt mức nước cảnh báo ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra, thành phố Nam Kinh đã hứng chịu một trận mưa lớn, lượng mưa ở khu vực trung tâm của Nam Kinh lên tới 258mm và lượng mưa ở quận Giang Ninh cao tới 385mm. Đây là lượng mưa lớn nhất liên tục trong 10 năm qua. Trong thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, dông tố và gió mạnh, Nam Kinh đã hứng chịu hơn 14.000 tia sét trong vòng 24 giờ. Các chuyên gia cho rằng trận mưa lớn ở Nam Kinh nghìn năm mới có một lần và trận mưa lớn ở Giang Ninh là trận mưa lớn nhất kể từ năm 1951. Hiện tại, tình trạng ngập úng ở nhiều mức độ khác nhau đã xảy ra xung quanh hồ Yongye và các phần lớn của sông Lixia. Đến 8 giờ ngày hôm qua, tổng lưu lượng dòng chảy vào hồ Hongje đạt 11.912 m³/giây. Mực nước hồ Hongje đã lên mức 14,64m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,14m. Mực nước Xingguo sông Lixia sắp vượt qua 4m, nhiều hơn mực nước cao nhất vào năm 2006. Ngoài tình trạng ngập úng, còn có nỗi lo ngại bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục ở thượng và trung lưu sông Hoài Hà, dòng chính của sông Hoài Hà và xảy ra lũ lớn, lũ sắp tràn vào hồ và mực nước của hồ Hongje sẽ tiếp tục tăng và mực nước cao nhất có thể vượt quá 15m. Lũ lụt ở Hoài Hà khiến hơn 20 triệu người thiệt hại hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Sông Hoài Hà ở Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề trong những ngày gần đây. Theo báo cáo, ít nhất 20 triệu người đã bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 12 tỷ nhân dân tệ, khoảng 51,7 tỷ đài tệ. Theo nhật báo Nan Fang của Quảng Châu, tính đến tuần qua, trận lũ lụt ở Hoài Hà đã ảnh hưởng đến diện tích cây trồng 33,7 triệu hectare, 13 triệu người bị ảnh hưởng, 71.000 ngôi nhà bị sập và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế thiệt hại 12 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo, đỉnh lũ thứ 5 của sông Hoài đi qua Wang Jiaba vào sáng sớm nay, mực nước đỉnh lũ khoảng 29,2m. Do mực nước thấp hơn mực nước đảm bảo nên khu vực chứa lũ Mengwa không được kích hoạt lần thứ 5. Theo số liệu thống kê mới nhất của Ủy ban Bảo tồn nước Hoài Hà, đỉnh lũ thứ 5 của sông Hoài Hà đi qua trạm Xixian là 10.000m³. Các chuyên gia từ Ủy ban Kiểm soát nguồn nước Hoài Hà cho biết khi mực nước của Wang Jiaba cao hơn mực nước đảm bảo 29,3m, cửa Wang Jiaba sẽ được mở và khu vực chứa lũ Mengwa sẽ được sử dụng để chứa lũ. Theo dự báo mới nhất về điều kiện nước và mưa, mực nước đỉnh cao của Wang Jiaba là khoảng 29,2m, do đó việc sử dụng khu vực chứa lũ Mengwa lần thứ 5 để lưu trữ lũ có thể không được xem xét. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới.
Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo của kênh Tin Mới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.